sàn nhà em luôn rồi nhá. Anh của nhà em nhá. Đúng rồi. Giá lẻ đang rẻ là buôn rồi, anh chị ấy yêu cái xe con giá rồi. Là mình anh tay mua sớm 5 combo cuối cùng là nhỏ. Bây giờ em ơi mọi người chắc còn tầm khoảng 5 phút thôi nhá. 5 phút cuối cùng và còn tầm khoảng 5 combo cuối cùng. Ai anh tay có mua kịp được xe với con giá này đó là 162k. Chậm tay là em chứ. Đúng rồi. Mã khác nhá. Đúng rồi. Vậy làm sao em phải chọn em xin xét hàng là em có xe là đổi mẫu rồi nha người, mà chị thử mua sớm không cho em bây giờ nhá. Còn đúng 5 mã cũng thôi, các chị đừng trông chờ tầm khoảng tối là còn mã khác nhớ, tối còn mã đâu. Đúng rồi. Giờ hết là hết luôn, từ sáng ở nhà mình xin mã ba lần rồi, lần này lần thứ ba xin mã thế rồi nhá. Mà mới xin nhiều lắm đâu còn mã đâu. Đúng thì chị mua sớm bây giờ mua kịp nha. Đúng rồi, xin quá nhiều mã là gọi là nhà em gọi là cắt lỗ cho các bác luôn rồi đấy, nên là không còn cái giá nào rẻ hơn nữa đâu, mà cũng không còn cái mã nào cho các bác nữa đâu nhá. Nên là mình săn liền săn lẹ đi nhá, mua lẹ giúp em nhá. Nhớ follow nhà em đi, nhận thêm mã giảm giá 5k nhá. Đấy các bác có thấy nhà nào như nhà em không? Đã follow rồi lại còn được thêm mã giảm giá nữa thì tội gì mình không cho nhà em một nút follow đúng không ạ? Mình follow nhà em đi, nhận về mã giảm giá 5k nhá. Link em ghim cho các bác này, đó là link cho các bác khu vực miền Nam và miền Trung nhá. Bác nào hai khu vực này mình mua luôn link này giúp em này. Nhớ follow nhà em nha, sẽ nhận thêm mã giảm giá 5k đấy nhá. Đó cái nút dấu cộng màu đỏ đây này, mình follow nhà em luôn đi, sau đó là mình hoàn tất đơn hàng giúp em nhá. Mua là được miễn phí ship. Đúng là khoảng vài phút cuối cùng thôi. Cả nhà ai mua kịp mình có chốt đơn sớm luôn xem link này, có chị nào bị mất phí ship cao không? Đúng có rồi. Chị nào còn em tư vấn hỗ trợ nữa không nào? Thì các chị ơi bình luận ngay phía dưới cho em còn tư vấn hỗ trợ ngay mọi người để mọi người đều mua được với giá rẻ nhất và để mọi người đều được miễn phí ship cho em sai với cho em nhỏ này. Nhỏ mà có võ cho em nhá, nhỏ mà có võ lên cho em. Mua cho mình về tận 300 tờ tận 75 mình rút cho em. Không cần tốn thêm 56 bình một bình giấy được nhá. Tùy viên bình giấy. Đúng rồi. Mỗi một hộp giấy là một bình giấy luôn cho em nhá. Cứ yên tâm chốt đơn nhá. Đúng rồi và thậm chí nhá cái size này nó rất là nhỏ luôn nhá, nó vừa với kích thước của các bác luôn. Mình cho vào đâu ạ? Cho vào túi sách, ba lô, cặp sách đem đi khắp mọi nơi nhá. Và thậm chí là nhá, mà các mẹ nào có thể là cho vào cặp sách cho con mang đi học cũng được nhá. Quá là tiện luôn nhá, thậm chí mình có thể mang làm quà tặng cũng được luôn. Có quá nhiều công dụng luôn nhá. Giấy vừa chất lượng này xong rồi lại còn vừa xinh như thế này, tội gì mình không săn luôn đúng không ạ? Săn tới mình cứ mua và em chỉ về giá báo trước nhá. Là em có đúng 5 combo cuối cùng trước khi em về mọi người có giá là 185k. 185, 185. Đúng rồi. Bây giờ sẽ về 180, 186 đâu. Đúng rồi. Sao còn follow giảm 5.000 nữa cho em, cả nhà nhanh tay cho nó sớm cho em nào. Bây giờ em ghi cái link này nữa, mọi người mua nốt nó cho em nhá. Trước đúng em rồi. Em còn qua mã của người mã này là đúng rồi nhá. Cái mã này đúng rồi. 5 bộ ai ơi anh ghi rồi, không phải không phải đếm đâu. Em đang ghi vào cả nhà link đã lên cả nhà mua sớm lên cho em nhá, nhận về cho một thùng là 46 gói giấy. Tốt ra sẽ nhỏ. Đúng rồi, em khuyên các bác là mình nên mua cái link này đi, bởi vì là sao ạ? Cái giá này nó rất là rẻ mà nhìn nhận về 46 gói nhá. Thì tính ra là từ sáng đến giờ là cái link này của nhà em là cái link hời nhất rồi đấy. Đúng rồi, rẻ nhất luôn rồi. Chưa đến 170.000 mà mình đã nhận về sao 46 gói nhá. Nó to mà nó nhiều lắm. Các bác dùng 6 tháng đến 1 năm không hết luôn nhá. Có khi sang năm các bác mới phải quay lại để mua hàng ý. Rồi, ok. Nhà em chuẩn bị là qua mã cho các bác, đổi mẫu cho các bác là hết mã nhá. Còn mấy phút nhỉ, là còn tầm khoảng 3 phút cả nhỉ. Đúng rồi, 3 phút cuối cùng. Nhưng mà 3 phút cuối cùng nhanh tay. Chốt đơn nhanh tay săn ngay ạ. Với 162 năm rồi là con giá siêu rẻ siêu hời. Rẻ nhất trong lịch sử nhà tôi ra chưa từng có. Phải nói nhanh tay mua sớm nhá. Nhận về tận cho em một combo siêu to khổng lồ mọi người. 46 cái này để ăn siêu nhiều rồi. Nhưng mới được chỉ tầm khoảng cho 20 gói hộp 46 là nhiều lắm. Cả nhà cứ yên tâm mua về dùng dần cho em từ giờ đến săn năm đến săn năm sau đều được nhá. Và mấy để mọi người mã tầm khoảng 1-2 thùng cuối cùng về em. Đúng rồi. Còn 1-2 thùng cuối cùng thôi. Mà bây giờ hôm nay là nhiều bác là được nghỉ làm ấy. Ở nhà là mình nhanh nay nay mình chốt đơn lắm. Hôm nay thứ 7 mà. À thế à? Ừ. mình có ngày nghỉ đâu. Đúng rồi, ngày kiếp là ngày sân sale xong rồi lại còn vào thứ 7 nữa thì á. Bác nào cũng ở nhà săn này là mã bảo sao là hết nhanh. Bảo nên là sao hết nhanh. Đúng rồi. Các bạn sale tầm khoảng chiều tối hết và bây giờ tầm này tầm khoảng chiều thôi. Mà mã sao hết rồi nhớ. Các chị nào săn kịp mình săn nốt luôn cho em. Để mà trước khi em qua mã em đúng đổi rồi. Mẫu rồi. Em đúng rồi, em qua mã em đổi. Hay là các bác nào các bác mẫu này nhà em cũng xinh mà. Nên là mọi người chê đấy. À thế ạ. Ô nhưng mà chê mẫu cũng được nhưng mà đừng chê sản phẩm nhà em nhá. Mình chốt đơn liền cho đơn lẻ đi ạ. Đúng. Không được người ta đẹp như thế này, chê mẫu này, không đẹp mọi người chê. Bác không có fan mà bác gì đây, sim số đẹp gì đấy hay vào bình luận đây. Số hôm nay hai shop xong rồi chào shop đây. Anh có sơn nên được được gửi bao nhiêu là quà. À thế ạ. Ui giời xinh thế. Rồi ok các bác ơi, nhà em chỉ có một vài phút cuối cùng nhá là sản phẩm cuối cùng. Đúng rồi. Đúng như hơi lâu rồi nhá, 2 phút cuối cùng rồi để là còn 2 phút cuối cùng nhá. Bác nào đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhá thì mình nhanh chóng mình hoàn tất đơn hàng giúp em nhá, bởi vì sao ạ? Thêm vào giỏ hàng chỉ giữ hàng thôi, không giữ giá đâu ạ.
62k. 46 gói. Không phải 5, phải 10 gói đâu mà là 46 gói. Em nhầm cho em đâu. Đúng rồi. 46 gói nhiều lắm. Mọi người mua về thứ lâu lắm. Trời ơi, người to bằng một cái tủ lạnh luôn cho em nhiều. Thì có hết tủ lạnh luôn cho em nhá. Vừa nhiều, vừa to, vừa tiết kiệm luôn cho em. Cho em này, trời ơi, màu bình này. Mình dùng được khoảng trang 3 ngày một ngày. Hoặc nếu không, mình dùng được khoảng 1 tuần nhá. 1 tuần mới hết luôn cho em. 46 gói, mình dùng cả 5 mới hết nhá. Thôi nên mua giấy thì khoảng 5 sau quay lại tôi ra mua tiếp nhá. Mọi người đấy bảo sao nhà mình. Nhà mình gọi là bán giấy là bảo sao mà không thấy có lãi nhiều. Tại người mua là khoảng 5 sau quay lại cơ mà. Em thì đúng mọi người, một combo thì khoảng 1 phút. Đúng rồi, một combo cuối cùng nhá. Rồi ok, một combo cuối cùng nhá. Bác nào mới vào phiên live nhà em thì em sẽ hỗ trợ các bác nhá. Mình hoàn tất đơn hàng nhá. Trước khi mua này mình ấn follow nhà em đi, nhận thêm mã giảm giá 5k. Ui sao nó mờ thế. Rồi ok. Rồi ok nhá. Mình nhận thêm mã nút follow nhà em, nhận thêm mã giảm giá 5k nhá. Em đang ghim link cho các bác là cho các bác khu vực miền Trung, miền Nam nhá. Mình mua luôn cái link này giúp em. Em ghim lại sản phẩm cho các bác đã quên mất đấy. Rồi ok, em ghim lại cái sản phẩm này lần cuối cho các bác nhá. Mình chỉ cần ấn vào nút mua này, kiểm tra thông tin cá nhân nhá và sau đó hoàn tất đơn hàng này. Đó, em ở miền Bắc mà cũng chỉ mất có mười mấy nghìn tiền ship thôi các bác. Ở khu vực miền Trung, miền Nam là kiểu gì cũng được miễn phí ship rồi. Nhanh tay mình chốt đơn liền, chốt đơn lẻ giúp em nhá. Bác nào có vấn đề gì nhá thì cũng để lại bình luận đi, nhà em hỗ trợ cho các bác nhá. Nhà em nhiệt tình lắm, vẫn ở đây đến các bác vẫn ở đây đợi các bác bình luận luôn nhá. Bác nào đang thêm vào giỏ hàng mình nhanh chóng mình hoàn tất đơn hàng ấy, nhà em chuẩn bị là về giá gốc rồi đấy ạ. Bây giờ là em sẽ đổi mẫu mọi người, đổi mẫu phải nói bây giờ là sao là em sẽ phải rời khỏi màn hình. Vẫn hay lên đây mẫu đẹp trai, mẫu gọi là dễ thương, mẫu đọc yêu mà các chị em rất là thương nhá. Đúng rồi. Em giới thiệu mọi người là anh Person. Xin mời. Rồi ok, vừa anh Person, vừa đẹp trai và vừa có học thức cao nữa rồi. Ôi, đừng đo nào, đừng đo nào. Wow. Đổi lên mẫu Person. Đừng gần đo xem là ai cao hơn. Tôi rồi. Đương nhiên rồi. Đương nhiên là tôi. Mọi người nghe em bảo kiểu gì? Mình không sắp cao bằng rồi. Mình cũng sắp cao bằng luôn chứ. Đỉnh thật sự. Không so sánh. Thôi thế cũng được rồi. Ok các bác ơi. Bạn này vừa đẹp trai mà vừa học thức cao đấy nhỉ. 13 tuổi học đại học, 16 tuổi có bằng tiến sĩ. Hôm nay tăng gà, hôm nay tăng gà. Nó 30 phút để thôi đâu. Vào nhóm comment ok đi. Rồi các bạn ơi, khẩn trương nào các bạn nhá. Khẩn trương nào, bây giờ còn vài mã 167k thì khẩn trương mua liền mua lẹ đi. Đấy, em lên em hỗ trợ nốt các bạn là một ít thời gian thôi để mọi người có thể là săn được nốt cái mức giá này. Bây giờ em của em là hết giờ live rồi. Nhưng mà em xuống một cái thôi là gì ạ? Đó, mất mã voucher luôn. Đây là voucher live, là live voucher. Xuống một cái hết mã là chúng ta lại không có để săn được cái mức giá hơi mức giá rẻ nữa. Đấy, mời tranh thủ chốt liền cho nào. Đó, cap đi các bạn ơi, cap đi nào. Đó, cap đi. Đấy, chụp đi. Khác gì okay, đâu. Mà 59 bác nào trong live stream của em, mọi người muốn lên là gì ạ? Đó, mọi người muốn dòng những cái dòng sản phẩm là gì xịn sò mà nó giá rẻ thì đây chính là cái cơ hội của người nhá. Đây chính là cơ hội của người. Cơ hội vàng, cơ hội bạc, cơ hội kim cương, cơ hội bạch kim, cơ hội uranium cho người đây. Đó, rất là quý hiếm nha mọi người nhá. Chốt liền, chốt lẹ cho em cơ hội vàng, cơ hội bạc rồi mọi người nhá. 167k không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy được đâu mọi người ơi. Đúng không ạ? Không bao giờ chúng ta có thể nhìn thấy được cái mức giá nó hơi nó tuyệt vời như thế này cả. Đó, chỉ đôi khi chỉ thi thoảng thì gọi là gì ạ? Chỉ thi thoảng thôi mọi người nhá. Đó, không phải thi thoảng mà lâu lắm ấy. Một tháng mới có một lần thôi. Đó, cái sale trùng ngày thì mọi người biết rồi nào. Mà đặc biệt hôm nay là ngày 9 tháng 9 sale cho anh em rất là sâu rồi. Đó, 167k là con mã phải là hết nước chấm rồi. Không còn gì để nói. Đó, không còn gì để nói nữa các bạn ạ. Đó, giấy chất lượng như này. Hết nước chấm giống như anh Person vậy. Yeah. Mình ơi, 162k là dành cho những bác follow nhà em này. Các bác nhớ follow em trước khi mua hàng thì mới thấy giá 162 đi nhá. Bấm vào dấu cộng màu đỏ cạnh tên top ra Hồ Chí Minh nhà em này. Giảm ngay cho mọi người voucher giảm 5.000 nữa thì mình mới săn được với giá là 162k giúp em nhá. Hiện tại thì em đang ghim cái đường link cho bác, link HCM này, đường link com miền Nam ạ. Nếu mọi người bấm vào mua nhá, mình bị gặp phí ship cao, mình thấy giá cao hơn 167k. Các bác quay lại comment xuống bên dưới em sẽ hỗ trợ cho mọi người luôn nhá. Chính xác luôn đó. Mọi người lưu ý cho em này, follow kênh giảm thêm 5 đồng nữa là có 162k thôi. Đó rất là dễ dàng đúng không ạ? Ok, 5.000 đấy, chị chụp đây. 5.000 đồng okay. Nha cả nhà, 5.000 đồng. Đây, mọi người chốt đơn rất là liền tay mọi người nhá.
đó, Nguyên lưu ý này, cái voucher này nó sẽ chỉ tồn tại cho người khoảng một chút thôi. Đó, ví dụ như cái voucher của sáng nay đúng không ạ? Mọi người ai mà ở đây mà là tham gia cái live của sáng nay thì mọi người biết rồi. Ui dồi, sáng nay là gì? Đó, vừa được cái voucher 167 này vừa được 5 phút thôi. Đó, vừa được 5 phút thôi nó hết mã liền, xong rồi quay ra luôn là cái mã giảm giá nó cũng có giảm nhưng nó cao hơn. Nó không hời bằng mọi nhá. Bây giờ cái mã này đã quá hời rồi thì chúng ta tội gì không chốt đúng không ạ? Chốt liền tay, chốt nhanh lên các bạn ơi. Và giấy là một cái sản phẩm thiết yếu vô cùng rồi. Nhà nào phải dùng, người người phải dùng, ông bà cha mẹ.